bây giờ sẽ là số tiền mà chị sẽ phải trả. Bây giờ anh cắn kem cái gì đấy, anh cắn cái miếng kem này cái gì? Sẽ có 22.000 đồng. Sẽ có 22.000 đồng. Tâm ơi, bổ bánh ăn nào. Bổ bánh sinh nhật Tâm Hôi nào. Hữu Tâm nào. Tâm uống thuốc phải bố bánh. Nào.